Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Con 68. Và hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, đó chính là ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Ngày này thì chúng ta sẽ tôn vinh và tri ân những người bà, người mẹ và tất cả những người phụ nữ tuyệt vời trong xã hội này. Hôm nay thì Jenny có mời đến để tham gia video những người phụ nữ rất là tuyệt vời trong cộng đồng crypto và blockchain nói chung tại Việt Nam. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy vào ngay video để xem những quan điểm, chia sẻ và giới thiệu họ là ai nhé. Hello Jenny và cả nhà Coi 68, thì mình là Dada. Hay mọi người còn biết đến qua là cái tên thân thuộc đó là Thái Phương Trang. Thì hiện tại Da đang giữ vị trí Project Director tại Global Venture và Brand Ambassador tại MSC. Rất vui vì hôm nay được trò chuyện cùng với Jenny và Coi 68. Hello, chào mọi người, mình là Sam, mình là Marketing Head của Kairos và Coi 68. Thì ngoài Kairos và Coi 68, mình còn làm việc và hợp tác cùng với hai dự án GameFi khác, đó là Ancient và Cyborg. Mình là Tường Vi, mọi người hay gọi là mình là VV. Thì mình đến từ BM Crypto, là một trang báo crypto toàn cầu. Mình là Ashwin, tên thật là Thảo. Mình là Head of Marketing and Partnership của Cardia Chain và một số cái project ôn bởi Cardia Chain hơn, ví dụ như là MyDeFiPet chẳng hạn. Mình là Quyên, tên đầy đủ là Uông Thục Quyên. Hiện tại thì mình đang là thành viên của quỹ đầu tư Black Mamba Ventures, và với vai trò là mình làm admin phụ trách về những kênh social marketing của team. Mình là Tris, hiện tại thì mình đang là Head of Marketing của Coi 98 Finance. Chị là Trâm, chị đến từ Crypto Checker. Thì chị cũng hoạt động song song với một kênh Facebook khác là Kiếm Tiền Theo Trend. Và hiện tại này chị đang là key admin và cũng là lead của hai nhóm này. Thì Jun xin tự giới thiệu, thì mình tên là Thu Hà, nhưng mà được cộng đồng cũng như là các anh chị em đối tác biết tới với cái nickname là Jun. Hiện tại thì Jun đang làm co-founder and CMO của Vic New và Crystal Venture. Hello các bạn, mình là Riley, hiện đang là co-founder của GFS. Thì mình là Bonita, hiện tại đang đảm nhiệm vị trí quản lý khách hàng cấp cao của Bánh Lên cho khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Phương, hiện mình đang làm phát triển kinh doanh cho Novum Group, một công ty của Singapore làm trong lĩnh vực về tiền mã hóa. Và em xin tự giới thiệu, thì em là Ellie và đến từ Bitcoin Việt Nam. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhật Hạ và hiện mình đang là giám đốc kinh doanh của TAG Ventures. Ok, cảm ơn phần giới thiệu của tất cả các bạn. Và sau đây thì Jenny sẽ đặt một số câu hỏi cho những vị khách mời của chúng ta nha. Đầu tiên thì mình muốn chia sẻ một cái số liệu khá là thú vị, đó là theo Forbes thì chỉ khoảng 15% phụ nữ trên thế giới làm việc tại vị trí quản lý và điều hành trong ngành tài chính thôi. Còn theo Bloomberg á, là chỉ có khoảng 15% Bitcoin trader là phụ nữ. Vậy thì Jenny tin chắc là tất cả những người phụ nữ đang ngồi đây đều rất là xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Vậy thì tại sao trong rất là nhiều những cái ngành nghề khác nhau bạn lại chọn tài chính, và đặc biệt hơn là mạng về crypto và blockchain? Không biết là trong công việc thì bạn có gặp những khó khăn nào không? Thì thật ra Đa thấy là nghề chọn người ấy, Jenny. Chia sẻ là lúc trước đây thì ngành học của Đa nó không có liên quan gì đến tài chính cả. Tốt nghiệp xong cử nhân tiếng chuyên ngành tiếng Trung thì chuẩn bị sang Trung Quốc để du học chuyên sâu hơn về cái ngôn ngữ. Nhưng mà cơ duyên để đưa thì Đa đã lựa chọn crypto để phát triển sau một cái thời gian, một cái vài lần cơ bản tiếp xúc với blockchain và crypto thôi. Và sau cái sự kiện đó thì đã nhận thấy là cái thị trường crypto là một cái thị trường với nhịp sóng cực kỳ nhộn nhịp luôn, và nó nhanh nhất mà đã từng thấy trong các thị trường còn lại. Nói về lý do mà gắn bó với thị trường thì chia sẻ một xíu, thì bản thân Riley là một người thích trải nghiệm với những cái mới để mà tìm kiếm những cơ hội mới để mà khám phá cái khả năng của bản thân mình. Thì khi tiếp xúc với thị trường crypto thì Riley lại dành thời gian để mà đọc và tìm hiểu rất là sâu về công nghệ blockchain. Và khi mà mình tìm hiểu ngày càng sâu á, thì mình thấy cái tiềm năng của blockchain là cực kỳ to lớn. Và lúc đó mình bị cuốn vào và thật sự là không thể dứt ra được. Và mỗi ngày ở đây mọi người thấy là thông tin mới liên tục, kiến thức mới liên tục, đòi hỏi các bạn phải học hỏi và cập nhật một cách liên tục. Còn về khó khăn trong cái ngành tài chính thì chia sẻ thật là bản thân mình không phải là một người giỏi chịu về áp lực những con số. Mà thị trường tài chính thì toàn là những con số thôi. Cho nên là Riley đã quyết định chọn cách tiếp cận với thị trường theo hướng là đầu tư dài hạn, để mà tránh bản thân mình phải gồng mình để mà đối mặt với những con số nhảy nhót điên cuồng của thị trường mỗi ngày. Có thể đâu đó ở trong thị trường tài chính này, cá nhân tôi nghĩ không có những cái phân biệt giữa nam và nữ quá nhiều, mà có thể là giữa nam và nữ thì sẽ có những cái khác nhau về thể chất, về xu hướng. Ví dụ nam thì thích về sức mạnh, khỏe dẻo dai hơn, nữ thì mềm mại hơn. Tuy nhiên về vấn đề như là
về trí lực hoặc là những cái công việc mà thiên hướng mình cần phải suy nghĩ nhiều và đưa ra những quyết định nhiều á, thì cá nhân Vi không thấy những cái sự khác biệt giữa nam và nữ. Thì trước hết là mình có nghe cái statement đấy thì mình nghĩ là data không nói dối. Mình thì nghĩ là có tận đến đến 20% cơ, nhưng mà thực ra là 15% thì nó khá là thiểu số rồi. Thì nó cũng khá là ít bộ phận, thì nó cũng nói lên cái phách, cái đặc điểm là nữ là không nho nhiều quá nhiều vào trong những cái ngành tương tự như này. Thì ở trong cái ngành này thì nữ cũng là khá là ít, nhưng mà ở trong giới Việt Nam thì mình nghĩ là cũng không thiếu. Trước khi mình bước chân vào crypto thì mình không có sự tìm hiểu về nó. Và khi đấy thì mình mới chỉ 20 tuổi. Thì mình đam mê và làm marketing và sale. Thế là mình mới xin việc vào một công ty. Và tình cờ là công ty đấy là công ty bán, buôn bán xuất nhập khẩu về máy đào coin. Và từ đấy thì mình bén duyên vào crypto. Nhưng thật ra thì thời điểm đấy mình mới 20 tuổi và mình chưa có nhiều tham vọng hay là ước mơ làm giàu như bây giờ. Nhưng mà nên là mình đã tìm hiểu đến crypto một cách rất là đặc biệt và rất là có duyên, rất là tình cờ. Đến với crypto thì mình đến từ năm 2017, mình làm full time, và đến tầm 2018 thì mình all in hoàn toàn vào crypto. Cái việc mà nữ giới ở trong ngành crypto thì đúng là không chỉ riêng crypto mà trong tài chính công nghệ thì cái tỷ lệ về nữ giới thì nó cũng khá là ít so với nam. Nhưng mà thực tế thì từ lúc mà làm crypto tới giờ ấy, thì mình không có gặp quá nhiều cái vấn đề về mặt giới tính. Mình cũng không có để ý nhiều về cái việc là mất cân bằng giới tính hay là việc mình sẽ có được cái lợi thế hay là cái bất lợi trong ngành. Nhưng mà nếu như mà suy nghĩ kỹ về cái việc là về giới tính ấy, thì mình thấy nó có một cái hạn chế, đó là ở trong crypto thì crypto nó không bao giờ ngủ, nên là cái việc mình sẽ luôn phải cố gắng chạy theo ngành này, trong cái việc là tìm tòi học hỏi. Nên là mình thấy chỉ có một cái hạn chế nhỏ xíu á, là mình không có đủ sức khỏe và cái độ trâu lì bằng nam giới trong ngành. Mình nghĩ thì nó sẽ bắt đầu từ chữ duyên thì đúng hơn, tại nghề chọn mình thôi. Ban đầu á, thì mình bắt đầu bằng những cái bài đăng về đánh giá của bản thân mình về những dự án á. Và cũng không nghĩ là những bài đăng đó thì nhận rất là nhiều phản hồi hơn là mình mong đợi. Thì có lẽ là vì chữ duyên đó mà mình khá là may mắn và bắt được rất là nhiều cơ hội kiếm tiền, và giúp anh em cũng cùng kiếm tiền luôn. Thì cái cảm giác mà mình kiếm tiền và giúp anh em cùng kiếm tiền thì rất là tuyệt. Thì đó cũng chính là cái lý do mà khiến mình gắn bó với cái lĩnh vực này. Làm việc từ 2018 đến bây giờ thì mỗi ngày thì blockchain lại có những cái ứng dụng mới đối với người dùng. Thì đấy là cái điểm mà giữ chân mình ở lại. Ví dụ như vừa rồi thì có DeFi này, GameFi, Metaverse hay là NFT, và những cái ứng dụng rất là gần gũi với người dùng. Mặc dù người ta chưa biết tới crypto hay là chưa biết tới công nghệ blockchain, nhưng người ta vẫn có thể sử dụng được cái đấy. Có một số ví dụ điển hình, ví dụ như là người dùng ở Philippines vừa rồi thì tham gia vào những dự án GameFi, thì họ có thể duy trì được cuộc sống và họ có thể giúp đỡ được người khác, mặc dù là có rất là nhiều khó khăn trong đại dịch Covid-19 và có rất là nhiều người thất nghiệp. Nhưng mà blockchain đã mang lại những cái khởi sắc cho người dùng. Thực ra thì mình đến với crypto cũng là do cái duyên thôi, bởi vì sếp hiện tại bây giờ của mình cũng là sếp cũ tại một công ty về thanh toán mà mình từng làm. Thì bỗng dưng một ngày đẹp trời vào đầu năm ngoái thì sếp gọi về làm, thì công việc nghe cũng có vẻ thú vị và trả lương cũng ổn, thế là mình nhận lời thôi. Và trong quá trình làm thì mình thấy mảng này rất là hay, rất nhiều tiềm năng và cũng rất là hợp với mình, vậy là mình quyết định gắn bó tới tận bây giờ. Ok, cảm ơn phần chia sẻ rất là thú vị. Vậy thì sang câu hỏi tiếp theo, khi mà mình làm trong công ty về mạng công nghệ và tài chính á, thì chắc hẳn là cái tỷ lệ nam giới nó sẽ chiếm đôi phần là trội hơn tỷ lệ nữ giới trong công ty. Vậy thì đối với bản thân mình là một người phụ nữ, mình có cảm thấy mình có những cái lợi thế hay là những cái ưu ái gì trong công việc không? Hay là mình có gặp những cái bất lợi và khó khăn gì không? Sam xin phép nói trước về mặt khó khăn. Thì về mặt cá nhân, Sam thực sự không thấy mình gặp một khó khăn gì khác với khó khăn mà những đồng nghiệp nam của Sam có. Ví dụ như mình cũng phải cân bằng lợi ích của đối tác với lợi ích của công ty. Mình cũng phải đối mặt với những quyết định khó khăn với đối tác và cũng như với những dự án và những lần làm việc với nhau. Mình có đọc những cái quyển ví dụ như là đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim chẳng hạn, thì nó dựa vào cái thiên mệnh của từng giới.
ví dụ như là hồi xưa mà phụ nữ thì quen hái lượm, còn đàn ông thì quen săn bắt. Nó đàn ông sẽ quen take risk nhiều hơn, là dấn thân vào thử thách nhiều hơn á, là chấp nhận liều lĩnh. Thì mình thấy cái đấy nó cũng khá là gọi là cái đặc điểm của giới thôi, và mình sẵn sàng là chấp nhận nó. Tuy nhiên là nữ giới có những cái ưu ái trong thị trường, ví dụ như là có sắc đẹp, ai thì cũng thích là ngắm cái đẹp đúng không? Thì nó sẽ có những ưu ái về mềm dẻo trong thương thuyết, hay là có sự xinh đẹp, hay là cũng có nhu, có cái nhu để đối lại với lại cái cương của nam giới. Ưu ái, một điều ưu ái mà ta muốn nhấn mạnh đó là mình chính là con gái trong cái ngành này, và đó cũng chính là cái lợi thế của chị em crypto. Thì cực kỳ thuận lợi trong cái việc làm dealer với các VC, với các dự án. Nếu bạn nào làm admin cộng đồng thì cũng rất là được nhiều người quý mến và kiểu như yêu thích. Thì đó là về phần ưu ái mà ta thấy nó khá là nổi bật. Còn về khó khăn thì sure cũng là sẽ có, vì ngành nào cũng có những cái khó khăn, những khai mặt của nó cả. Thì khó khăn ở đây đó là ta thấy là hay bị các định kiến nói vào về con gái thì sẽ không làm nên việc, con gái thì hay đu đỉnh hay là như thế nào đó, thì ta thấy là nó sẽ có những cái định kiến như vậy. Thật ra thì không biết Jenny có giống team mình hay không, nhưng mà thật ra làm việc một thời gian thì team sẽ không coi mình là nữ nữa đâu. Vì ngày trước thì mình là nữ duy nhất. Sau này thì gần đây nhất là hơn một tháng nay thì mới xuất hiện thêm một bạn nữ xinh đẹp nữa. Nhưng mà trước đây thì mỗi mình là nữ. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại, sau khi mà đã làm việc với nhau dài, một thời gian rất là dài rồi, thì cũng không xem mình là nữ nữa. Nhưng tất nhiên là mình vẫn sẽ có những cái đặc quyền riêng. Ví dụ như là thực ra thì mình làm cộng đồng mà, nên là mình giao tiếp và mình kết nối rất là nhiều các bên, rất là nhiều các bạn trader. Nên là nhưng mà khi mà mình làm phụ nữ thì mình thấy rằng là trong cái crypto này người ta chơi với nhau, người ta trade coin xong người ta rất là hay gây gổ, bởi vì được tiền hay mất tiền nó tác động đến cảm xúc rất là nhiều. Nhưng mà mình, bởi vì mình là phụ nữ nên là dù những cái cuộc gây quơ đấy nó diễn ra rất nhiều thì mình không bao giờ là nạn nhân của nó. Lúc nào mình cũng được dành những lời tốt đẹp và mềm mại hơn. Còn đối với các bạn nữ mà bị gặp những cái rất là đón nhận những cái feedback như vậy thì mình hy vọng là có thể là tại vì mình chưa có trải qua cái cảm giác đó thì mình không có hiểu, hay là mình không có thấy nó khó khăn, nó ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mà mình hy vọng là các bạn sẽ nghĩ, nói chung là sẽ hơi khó cho bạn, nhưng mà mình rất là thích một cái câu nói gần đây mình có đọc được, đó là hãy xem cái việc mà mình bị đánh giá thấp á, nó là một cái lợi thế cạnh tranh của mình, xem nó như là một món quà, và mình đừng có cố gắng thuyết phục ai hết, mình cứ làm cái việc của mình thôi. Chị nghĩ là về nữ giới thì có một cái thuật ngữ khá là nổi tiếng về lợi thế, đó là quyền lực mềm. Thì nó sẽ giúp cho mình là dễ kết nối hơn với cộng đồng, vì cái cộng đồng này thì có rất là nhiều anh hùng hào kiệt là nam giới rồi. Khó khăn thì chị nghĩ là trong cái lĩnh vực nào thì cũng sẽ có thôi. Nhưng mà cái khó khăn riêng bản thân của chị thì chị nghĩ là đối với lĩnh vực tài chính thì cần sử dụng rất là nhiều về cái đầu lạnh. Mà tính cách của phụ nữ thì nó lại có sự cảm tính, cho nên là cái sự phân vân lúc mà giải pháp vấn đề có thể là sử dụng sự cảm tính, hay là dùng đại loại giống như là mình dùng con tim, hay là mình sẽ nghe lý trí để mà quyết định cái giải pháp nào là tốt nhất cho công việc. Có một cái hơi ngoài lề một chút, hơi gọi là tâm linh một chút ấy, thì Jun cảm thấy là các chị em trong thị trường crypto và blockchain, mặc dù là đa phần rất là ít thôi, cũng hiếm thôi, nhưng mà đa phần là những chị em vừa giỏi này, vừa khéo léo này, và cũng ngoại hình cũng không đến nỗi, nhưng mà không hiểu sao mà lại tỷ lệ ế rất là cao luôn. Trong cái ngành nghề này á, trong cái ngành nghề tài chính này thì hoặc là tất cả cái ngành nghề nào luôn, mọi người ta thấy là sẽ không phải chỉ có một vài vị trí mà sẽ có rất là nhiều cái vị trí khác nhau. Và mọi người đừng có nên nghĩ là cứ công nghệ là sẽ thấy hình ảnh của những ông developer ngồi coding, hay là khi mà nói đến tài chính thì chỉ có những con số rồi tính toán mà thôi. Sẽ có rất nhiều những vị trí mà cần có những cái tính cách như là cẩn thận, tỉ mỉ, và cần có sự duyên dáng của phụ nữ của chúng ta, đúng không? Cho nên là đặc biệt là trong cái thị trường tài chính đầy khô khan và khốc liệt này nữa, thì cái sự xuất hiện của phái đẹp sẽ làm giảm bớt căng thẳng và giúp cho mọi người cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn trong một cái thị trường này. Đối với mình thì mình thấy không có gì gọi là
ưu ái hay là quá khó khăn cả, bởi vì nam hay nữ thì mình nghĩ là mỗi người sẽ có một cái thế mạnh và một cái kỹ năng riêng. Thì có thể là bạn không giỏi về lập trình này, hoặc về phân tích dữ liệu chẳng hạn, nhưng mà bạn lại mạnh về marketing, bạn có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, thì bạn cứ cố gắng phát huy hết những cái thế mạnh mà mình có thôi. Và mình nghĩ là ngành nào cũng cần có những cái vị trí khác nhau để nắm giữ những cái vai trò khác nhau. Nói như vậy thì nó sẽ có khá là nhiều trường hợp, nhưng mà nhìn chung thì em thấy là khi mà bản thân mình là con gái và team Bitcoin khi mà đi làm việc với các đối tác ấy, thì có thể là nhận được ưu ái nhiều hơn là gặp phải khó khăn. Bởi vì như mọi người biết là đặc biệt là những cái người mà họ đã có những cái level nhất định ở trong thị trường rồi ấy, và bên em thì hầu như là tiếp xúc với các cái dự án như vậy và tiếp xúc với những người như vậy, thì đặc biệt là ngoài ra thì còn có thêm các cái đối tác từ các cái cộng đồng ở Việt Nam nữa. Và các anh thì khi mà thấy mình là con gái ấy, thì tự nhiên cảm giác như là được đối xử một cách nhẹ nhàng hơn cũng như là nice hơn rất là nhiều, và các anh cũng hỗ trợ với em rất là nhiều nữa. Thì cái khó khăn ở đây thì cũng không có quá là nhiều khó khăn, và cảm giác như là mọi người quan tâm mình hơn này, đối xử với mình nhẹ nhàng hơn, bởi vì là con gái ấy, có thể là mọi người cũng sẽ có cái cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn rất là nhiều nữa. Làm trong việc trong một môi trường như thế thì em thấy là cũng có cả hai thứ, yêu ai có, khó khăn cũng có. Ở team của TAG, ở team của Hạ thì các chị em phụ nữ thì rất là được ưu tiên, không chỉ là được các anh chỉ bảo tận tình, vì mình là newbie mà mình mới, mình rất là mới trong thị trường, và cả trong cái phần công nghệ nữa mình cũng rất là, phải gọi là gà đi, rất là gà, hay là được các anh chỉ bảo rất là tận tình, cặn kẽ này, và thực sự là mọi người đã dành rất nhiều kiên nhẫn để mà có thể làm cho các chị em hiểu, vì về cơ bản là công nghệ rồi thuật toán nó chưa bao giờ là thế mạnh của phụ nữ cả, ít nhất là đối với em là như vậy. Thế thì như thế là đã có rất là nhiều ưu đãi rồi. Và trong team, thật ra TAG team thì mọi người rất là thân thiết với nhau. Trong thời điểm giãn cách thì mọi người thường xuyên ăn trưa với nhau, và bọn phụ nữ thì chịu, bọn em chưa bao giờ phải rửa bát. Cảm ơn phần chia sẻ của các bạn. Vậy thì bên cạnh những cái gọi là ưu ái và đặc quyền dành riêng cho phái nữ như vậy, thì đôi khi mình cũng sẽ gặp những cái bình luận mang tính hơi tiêu cực như thế này. Ví dụ như bạn này vào là chỉ để cho đẹp đội hình thôi chứ không có kiến thức, hay là những cái liên quan đến chia sẻ kinh nghiệm, đầu tư, rồi lời khuyên, thì mọi người sẽ thường thiên hướng nghe theo những người nam giới, bởi vì họ cho rằng nam giới trong lĩnh vực công nghệ tài chính này thì sẽ có uy tín hơn và tầm nhìn hơn. Thì các bạn nghĩ sao về những cái bình luận mang tính hơi tiêu cực như thế này? Yeah, chị nói đúng. Thật ra là em cũng có đọc được những cái comment đó, cũng có biết được những cái lời bình luận đó. Và khi mà bản thân em nhìn thấy thì mình cảm thấy là ô, các bạn thật là vui tính, các bạn rất là vui tính. Đương nhiên là phần lớn người ta đã quen với việc là đàn ông xuất hiện trên vai trò cố vấn, hay là trên vai trò chia sẻ về cái vấn đề công nghệ hay là crypto, thì theo thói quen thì nó cũng đúng thôi. Thế nhưng mà bạn cá nhân em thì nghĩ là vẫn như là chúng mình vẫn hay nói với nhau ấy, tất cả nó chỉ là, nó không phải là lời khuyên đầu tư, nó chỉ là một kênh thông tin để tham khảo. Và cá nhân em cũng ủng hộ quan điểm là tự nghiên cứu và dùng chính cái cảm nhận cá nhân để mà mọi người xuống tiền đầu tư, đúng không? Và không có chỉ có crypto đâu, đối với tất cả các ngành khác cũng nên như thế, bất động sản, sàn vàng hay là chứng khoán đều nên như thế, bởi vì nhận định của chuyên gia, còn tiền thì là nằm ở trong túi của bạn. Mà kể cả chuyên gia là nam giới thì các bạn cũng nhớ cân nhắc kỹ càng nhá, nghiên cứu sâu sắc nhá các anh em nhá. Thì là một người con gái trong lĩnh vực crypto và công nghệ thì ta tự định hình bản thân luôn là một người đủ mạnh mẽ ngay từ đầu, từ giây phút đầu tiên để Đa quyết định đi trên cái con đường này. Nên là với những cái bình luận mang tính chất tiêu cực như vậy thì Đa chỉ muốn nói một câu, đó là look what you make me do. Thì Sam có một cái dẫn chứng, đó là theo một nghiên cứu về chỉ số văn minh trên mạng toàn cầu được thực hiện bởi Microsoft, thì top 5 quốc gia kém văn minh trên mạng nhất theo thứ tự là Nam Phi, Peru, Colombia, Nga và Việt Nam. Cho nên những bình luận như bên Consultant đã đưa là có rất nhiều. Theo mình thì cái cách đối mặt với những bình luận này đó là cứ làm cái điều mà mình làm giỏi nhất và không quan tâm tới họ.
thì người ta nói về cái việc là nếu mà để vào cho đẹp đội hình thì cũng đúng, tại vì phụ nữ thì để làm đẹp cho đời mà, nên là nếu mà mình xuất hiện trong một đội hình đấy mà để cho mình, để cho cái đội hình đấy nó đẹp hơn thì đấy là một điều rất là may mắn. Còn đâu cái việc mà mình có cho người ta được kiến thức hay không, hay là người ta công nhận hay không, thì đấy là còn tùy thuộc vào thời gian và những và kết quả mình tạo ra nữa. Thì mình mong muốn rằng là mọi người sẽ suy nghĩ tích cực hơn về phái nữ trong thị trường này. Comment này thì mình gặp rất là nhiều rồi, nhưng mà mình thường phản hồi các bạn ấy là các bạn cảm thấy những nhận xét của mình về những bài đăng có ích thì có thể lắng nghe, ghi nhận hoặc là trao đổi theo phương diện tích cực, còn không thì các bạn có thể tìm một nơi khác để trao đổi hơn. Còn không sao đâu, thì mình nghĩ là hiện tại mảng crypto cũng đã xuất hiện rất là nhiều bạn nữ rất là nổi bật, ví dụ như Jenny này, và mình tin rằng thời gian tới thì mọi người cũng sẽ thay đổi dần những suy nghĩ này thôi. Các bạn nữ sẽ được sự công nhận dựa trên đánh giá về năng lực. Nếu như mà đọc những cái comment đấy thì mình chắc chắn mình sẽ là buồn, nhưng mà mình cũng sẽ phải luôn luôn mặc niệm rằng những cái thông tin mà mình đưa ra là những thông tin để tham khảo, và chắc chắn người dùng sẽ phải tự điều tra, tự nghiên cứu để so sánh, bởi vì thông tin rất là nhiều trên mạng xã hội, có nhiều ý kiến trái chiều, có rất là nhiều nguồn thông tin mà người dùng chắc chắn sẽ phải là lựa chọn thông tin một cách chọn lọc và không FOMO theo đám đông khi mà trong đầu tư crypto. Nếu mà gặp phải những cái bình luận kiểu rất là thành kiến và có chút nông cạn kiểu như vậy thì chắc là mình sẽ chỉ thả ha ha một cái và mình sẽ không quan tâm lắm, bởi vì thực ra là đã là cái thành kiến thì sẽ rất khó để thay đổi, nên mình vẫn sẽ tiếp tục làm, tập trung làm thật tốt cái công việc của mình và để những cái thành quả mà mình đạt được nói lên tất cả thôi. Jenny cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của các bạn ở trên. Vậy thì thông qua video này, các bạn có muốn truyền tải động lực hoặc là muốn chia sẻ những lời nhắn nhủ gì đến cho tất cả những người phụ nữ tuyệt vời ngoài kia khi mà họ chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ sự tự tin về bản thân của mình, họ muốn làm một điều gì đấy nhưng mà những tư tưởng thành kiến cổ hủ đã trói buộc họ lại, thì bạn có muốn một câu nói gì đó truyền động lực và chia sẻ với họ không? Thế giới này vẫn chưa sẵn sàng cho những người phụ nữ mạnh mẽ. Khi mà mình làm hết sức và cảm thấy với chính mình rằng những gì mình làm mang lại giá trị thật, thì những người mà đang ghét bỏ mình có thể cảm thấy bị đe dọa, và cái sự thù ghét mà họ dành cho mình có thể xem như đó là một cái phương thức để bảo vệ bản thân và cái tôi của mình thôi. Vì thế, để đối phó với cái vấn đề này thì mọi người hãy cứ ngẩng cao đầu và tôn trọng chính mình, đừng hạ thấp mình cho bất cứ ai, và cho dù là bất cứ ngành nghề và môi trường nào, chúng ta vẫn nên giữ tinh thần này thì mọi thành công sẽ đến với mình thôi. Chúng ta mỗi lần mọi người chúng ta sinh ra trên cuộc đời này đã là một cái món quà rồi, vậy thì hãy hành xử sao như chúng ta là một công chúa, và hãy làm việc như chúng ta là một nữ hoàng. Nên là cái mà chúng ta thay đổi được là cái mà chúng ta nỗ lực mỗi ngày, còn cái mà mọi người nhìn nhận là thành quả mà chúng ta đã đạt được, chứ không phải là cái quá trình, thì chỉ có chúng ta biết thôi. Và bản thân của mình ngày hôm nay so với ngày hôm qua, đó là cái mà các bạn cần phải suy nghĩ tới. Còn nếu mà các bạn vẫn có những cái môi trường mà chúng ta không thể mà ghi nhận được cái đóng góp của chúng ta, thì hãy thay đổi môi trường thôi. Thay đổi mình không được thì thay đổi môi trường chứ rất là khó để mà thay đổi suy nghĩ của người khác. Và cũng nhân cái ngày mà sắp tới là ngày 20 tháng 10, vì cũng có một cái lời chúc đến cho tất cả những người phụ nữ tuyệt vời trên thế giới này. Hãy là chính mình, hãy yêu thương bản thân mình, và hãy xem những cái công việc chúng ta đang làm, những công việc đang có giá trị xã hội, và hãy cứ tự hào về những công việc chúng ta đang làm thôi. Chị nghĩ là phụ nữ thì hãy cố lên, mình không ngừng học hỏi và kết quả nó sẽ khẳng định tất cả. Be happy, don't worry. Thì mình cũng muốn gửi tới tất cả những chị em phụ nữ ở trong tất cả các lĩnh vực ấy, thì mình hãy cứ tự tin thôi. Tất cả những cái người phụ nữ, tất cả chúng ta đều là những cái mảnh ghép rất là tuyệt vời, những cái nhân tố không thể thiếu trong cuộc sống rồi. Và mình muốn gửi tới chị em một nửa của thế giới một cái điều rằng là mọi người hãy cứ mạnh mẽ, bản lĩnh và tự tin, thể hiện hết những cái thế mạnh của mình, chăm chỉ học hỏi, nỗ lực chiến đấu và cháy hết mình, bùng cháy hết mình. Và chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được những thành quả, và chúng ta sẽ tỏa sáng trên mọi sân khấu và mỗi vùng trời riêng. Và hãy coi những cái lời ác ý hoặc là những cái mà hành động chưa coi trọng chúng ta, đó là một cái động lực
để mà chúng ta nỗ lực mỗi ngày, và một ngày nào đó thì những cái thành quả của chính chúng ta sẽ được những cái thành quả của chúng ta nó sẽ là một cái lời đáp trả ngọt ngào và sâu sắc nhất dành cho họ. Cố lên các chị em. Về lời khuyên thì Rally dành một cái dành cho phụ nữ nói chung luôn, chứ không phải là chỉ cho dành riêng một ngành nào hết. Thì các bạn hãy yêu bản thân mình hơn một xíu, tự tin hơn trong cuộc sống. Và nếu như các bạn đã chọn đi một con đường nào rồi thì hãy cứ tự tin bước đi, và đừng để những lời gièm pha ác ý của bất kỳ một ai đó làm cho mình đau lòng, mà hãy xem đó là động lực để giúp mình thúc đẩy hơn, phát triển mình hơn và trưởng thành hơn. Các bạn hãy luôn luôn nhớ rằng tạo hóa đã sinh ra thế giới là có cả nam và nữ, cho nên là sự thành công luôn luôn cần phải có cả nam và nữ thì mới có thể thành công được. Còn về phía những người mà có những cái tư tưởng như thế thì chị nghĩ là bất kể là nam hay là nữ thì đều sẽ cần được tôn trọng và bình đẳng trong công việc, trong mọi việc luôn. Và nữ giới thì có nhiều cái kênh đầu tư lắm, ví dụ như là đầu tư về học tập, đầu tư về trải nghiệm hay là mối quan hệ. Nhưng mà cái đầu tư quan trọng nhất thì luôn luôn sẽ là đầu tư vào bản thân mình. Chỉ cần là chính mình tự tin thì mình sẽ làm việc tốt và mình sẽ nhận được cái niềm tin tưởng từ mọi người. Mình chỉ muốn nói là chẳng có ai hiểu về cái công việc của bạn hơn là chính bạn cả. Và thường mà những cái người mà xem thường hoặc là có những cái ác ý dành cho bạn thì đa phần họ lại là những người mà chưa gặp bạn bao giờ và cũng chẳng biết bạn là ai. Nên là hãy cứ làm, nếu mà bạn cảm thấy cái việc làm đó là đúng đắn và có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Và nếu mà bạn là một người phụ nữ tuyệt vời thì dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì bạn cũng sẽ tỏa sáng. Đối với câu hỏi này thì tự nhiên em lại nhớ ra một cái slogan của Bitcoin ấy. Bọn em có một cái slogan đấy chính là Together we make big things. Tức là cùng nhau thì chúng ta sẽ làm lên những cái việc rất là lớn. Thì nếu như mà ở ngoài kia có những người phụ nữ mà chịu đựng những cái bất công như vậy, thì em nghĩ là thay vì mình là một cá nhân rất là nhỏ bé đúng không, thì tại sao mình không đi vào những cái cộng đồng này, mình đi vào những tổ chức mà mình cảm thấy là thật sự tin tưởng và họ có những cái sự quan tâm dành cho bản thân mình. Thì khi mà mình là một chú cá rất là nhỏ bé thôi và mình đi vào những cái bể rộng lớn như thế thì mình vừa được hỗ trợ này, và mình vừa được cái có cái room phát triển hơn, một cái môi trường mà mình được hỗ trợ tốt hơn. Ngoài ra thì nếu như mà mình cảm thấy là có quá nhiều khó khăn ý, thì bản thân của mình ý, bản thân những cái người mà cảm giác như vậy thì cũng sẽ phải trau dồi bản thân từ bên trong, phát triển mình nghiên cứu, mình học tập. Và khi mà mình đã thực sự thấm nhuần này và mình có được những cái insight nhiều hơn về thị trường thì em tin chắc rằng cái vị thế của mọi người cũng sẽ thay đổi, và từ đấy thì mọi người sẽ dần dần khẳng định được bản thân mình tốt hơn. Đó. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của tất cả các bạn đến với những người phụ nữ. Vậy thì trước khi kết thúc video, Jenny cũng muốn chia sẻ một chút. Jenny tin rằng nếu đã là một người phụ nữ thì chúng ta nên có tiếng nói riêng của mình, và mình không cần đợi chờ bất kỳ ai đó để được yêu thương, mà chúng ta hãy yêu thương chính bản thân của mình. Và có nhiều người nói rằng khi mà sinh ra là con gái thì sau này sẽ chịu rất là nhiều thiệt thòi. Nhưng mà mình không nghĩ như vậy, mà mình chưa bao giờ nghĩ như vậy luôn. Chúng ta hãy biến những cái mà người ta cho là thiệt thòi đấy trở thành những cái lợi thế của bản thân mình. Và khi đấy thì mình sẽ trở thành những người phụ nữ làm chủ cuộc chơi, độc lập tài chính và hãy tự chủ, tự quyết định cuộc sống của mình như thế nào. Thì Jenny tin rằng khi đó chúng ta sẽ trở thành những người phụ nữ hạnh phúc. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Hy vọng là sau khi mà xem xong video thì chúng ta hãy lấy ngay điện thoại ra để gọi điện về hoặc là nhắn tin gửi lời chúc đến cho tất cả những người phụ nữ tuyệt vời mà mình yêu thương nhé. Các bạn nên nhớ là phụ nữ không cần quà đâu, chỉ cần sự yêu thương, sự quan tâm đến từ chúng ta và những lời chúc thật là chân thành là được rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như mà các bạn thấy ý nghĩa thì đừng quên cho Co68 TV một like cũng như là một subscribe để ủng hộ kênh. Và Jenny sẽ gặp các bạn ở những video sớm nhất. Thank you so much and bye.